cái sườn kèo dưới dưới bánh tre, được một thầy hướng dẫn viên ở dưới bánh tre trong khu du lịch làng bè dẫn lên vô tham quan và dùng thử kẹo dưới bánh tre. Wow. Bóp một nghe cá sấu nữa. Wow. Cháo nóng ghê kìa. Đây đây, ăn cháo nóng, nóng lắm. Rồi. Hấp dẫn quá. Hay là nguyên tắc vừa không nóng như lóc rồi. Wow. Ủa này là nước dừa đúng không? Cái này chưa có đường. Chưa có đường. Này mới có đường. Nghe nghe mình hiểu đi. Kẹo nóng. Chè dừa nóng. Ai ai mở mở. Nhà mình đang qua cái đường. À, kêu vẫn nóng. Kêu vẫn nóng hôi hổi. Ngon. Em muốn kẹo gì em? À, em muốn kẹo. Mình du lịch đi, du lịch mai đông không? Không cho đi lắm. Có một kẹo không anh đến đây? Em không mua đấy. Mua 10 được tặng 1. Mua 10 hả? Mua 10 tặng 1. Em mua cái này. Đây mình có đủ vị nè, thử đi, thích là nào mua rồi đó. Dạ. Có đem mua không? Em thích loại sô cô la đúng không? Ừ, ở đây có sô cô la em thử. Sô cô la màu sô cô la đâu anh? Đâu đâu. Ừ. Em ăn đi rồi. Ăn sô cô la màu nâu. Không có bánh bánh tráng dừa hả ta? Bánh đồng sữa nè. Dạ, cái bánh tráng dừa. Xé đang liền phải không? Đây cũng rồi đây nè. Cái đó, cái đó, cái đó nè, cái đó đặc sản luôn. Cái này màu, ủa màu trắng với màu xanh khác nhau nhiều mà. Khác cái màu. Ủa, có thêm lá dứa chứ không vậy nè. Màu xanh đây. Xanh nắng gì cũng cột, giá tiền 40 nghìn nè. Em ăn lá dứa. Khỏi loại cái khỏi suy nghĩ. Mình rất là nhiều nguồn loại luôn. Thật sự chơi kiểu dừa. Bảy ta tới bảy màu luôn nha. Dừa. Màu trắng nè, thấy không? Dừa không nè. Sô cô la, đậu phộng, cà phê, lá dứa. Đậu phộng ngon á. Cà phê, đậu phộng, mình là có mua lại quá. Mấy đứa nhỏ, mấy đứa bự.